bạn đã quay lại kênh của mình. Thì hôm nay Mạnh sẽ giới thiệu cho các bạn một mẫu xe vừa được ra mắt ở thị trường Việt Nam và là mẫu xe rất là hot. Mời các bạn cùng theo chân Mạnh tìm hiểu mẫu xe GLC 200 phiên bản phong tiếp nha. Sau lưng mình đây chính là mẫu xe GLC 200 phiên bản phong tích vừa được ra mắt thị trường Việt Nam. Thì như các bạn có thể thấy, phần đầu xe đã được thiết kế hoàn toàn mới, với cấu trúc là phần đèn chiếu sáng phía trước đã được thiết kế hoàn toàn mới, cũng như là mặt logo phía trước đã được tinh chỉnh lại với cái phần logo thiết kế kiểu đồ họa 3D này. Và các bạn có thể thấy dưới đây là cái bộ phận con mắt trước của cái camera phía trước. Thì trên chiếc xe này đã được trang bị cái gói camera 360 rất là tiện dụng. Thì ngoài ra các bạn cũng có thể thấy về phần đầu xe, bên đây là phiên bản màu trắng, là phiên bản GLC 200 tiêu chuẩn, và bên đây là phiên bản GLC 200 Formatic. Thì nhìn sơ qua thì thật sự mà nói thì hai cái phiên bản này nhìn phần đầu rất là giống nhau, chỉ khác một vài điểm nhỏ nhỏ thôi. Thì mình sẽ chỉ những cái điểm đó nha. Thứ nhất đó chính là cái phần bao đỡ sóc phía trước, cái phần cản trước. Thì cái phiên bản Formatic thì họ làm nhà sản xuất đó, họ làm cái phần rơm này sẽ dày hơn, rơm này dày hơn. Ở trên phiên bản này, phiên bản tiêu chuẩn thì họ làm cái rơm mỏng lại, Thì như các bạn có thể thấy, cái phần mà đồ họa của cái giao diện thể thao này cho chúng ta một cái nhìn rất là ấn tượng về cái cách hiển thị thông số vòng tua, cũng như là mức xăng và nhiên liệu rất là rõ nét và chi tiết. Hành trình nè, định vị nè, radio hoặc là media, chỉnh nhạc. Trên cái phiên bản GLC Formatic này đã được tích hợp hệ thống đèn Ambient Light 64 màu, rất là đẹp luôn, rất là đẹp. Thật sự mà nói thì nếu mà chúng ta sử dụng xe vào ban đêm, cho chúng ta một cái khoang cabin rất là lộng lẫy. Khi mà chúng ta nhấn vào thì sẽ có một cái tiếng tít tít chúng ta. Thì ở đây mình sẽ chỉnh cái phần đèn nội thất này. Đèn nội thất. Thì giờ đó chúng ta có thể chỉnh hai chế độ. Thứ nhất là hiệu ứng chào đón nè, không khí nè, hoặc là ở đây thì mặc định của nó sẽ là nhiều màu hoặc là chọn một màu. Ngoài ra thì ở đây có rất là nhiều cái hệ thống của xe chúng ta có thể điều khiển thông qua cái hệ thống xe trên xe đây. Ngoài ra thì hệ thống hỗ trợ thì gồm có camera nè, đổ xe nè, rất là nhiều chức năng mới. Là nhạy luôn. Ngoài ra thì cái phần gỗ nội thất trên cái GLC 200 Formatic mới đã được làm cái phần gỗ design cái vân mới nè. Ngoài ra là cái màu thì thực sự mình thấy rất là đẹp luôn. Cái màu này là màu nâu giống như màu nâu sô cô la vậy đó các bạn. Tiếp bên đó là cái hệ thống USB Type-C thế hệ mới, và cái đế sạc không dây này là đã được trang bị trên cái phiên bản này, và cái chìa khóa phiên bản mới cũng rất là đẹp luôn, nó bằng nhôm nguyên khối luôn, cầm nắm rất là sang, rất là đẹp. Về phần hệ thống thông tin giải trí cũng như là hệ thống điều khiển của xe thì chúng ta vừa có thể điều khiển trên cái màn hình chính, hoặc là cái phần touchpad dưới đây. Cái phần touch dưới đây đã được thiết kế hoàn toàn mới nè. Cái phần nhô ra phía trước đã không còn được ứng dụng trên cái đời mới này, thì thay vào đó là một cái đế bằng hơn, và nó đỡ chiếm diện tích hơn.
Thì về phía bên phải thì chúng ta có cái hệ thống chỉnh volume này, nút tăng giảm và giảm volume, và cái nút nguồn của cái hệ thống MBWIP. Và tiếp đến là cái nút này là cái nút đổ xe tự động. Khi mà chúng ta nhấn thì trên màn hình sẽ hiển thị cái phần mà đổ xe thông minh của Mercedes. Thì khi mà các bạn muốn lùi vào cái điểm đổ hoặc là tiến tới cái điểm đổ thì chúng ta phải di chuyển đến khi nào trên phía màn hình hiển thị cái ô đậu và nó có hiện chữ B, chúng ta nhấn OK trên cái vô lăng hoặc là nhấn vào tích vào cái phần OK trên cái màn hình. Thì xe của chúng ta sẽ có 5 chế độ lái. Thứ nhất mình sẽ nói về chế độ Eco. Thì chế độ Eco thì sử dụng trong cái mục đích là đi trong đô thị, đi trong đô thị thành phố, giúp chúng ta tiết kiệm nhiên liệu hơn, và chân ga hợp số cũng như là nó sẽ sang số mượt mà hơn, êm ái hơn. Và cái chế độ Comfort là cái chế độ tiếp đến. Cái chế độ này thì chúng ta sử dụng không những là trong thành phố hoặc là bất cứ cái cung đường nào cũng được hết. Theo như Mercedes nên chúng ta xin sử dụng chế độ Comfort là chế độ tiêu chuẩn nhất để có thể phù hợp đi tới tất cả những loại cung đường như là thành phố hoặc là cao tốc. Tiếp đến là chế độ Sport và Sport Plus. Thì hai chế độ Sport này thì giúp chúng ta có thể tăng tốc nhanh hơn, vượt mặt những xe khác, cũng như là giúp chúng ta có một cái cảm giác lái thể thao. Và cái chế độ cuối cùng là chế độ In Video. Thì chế độ In Video này á, sẽ nói nôm na thì chế độ này sẽ giúp chiếc xe sẽ học theo cách lái của chúng ta hàng ngày, sẽ đáp ứng theo cái chân ga hoặc là cái đánh lái, phong cách đánh lái, cũng như là tất tần tật cái khi mà chúng ta vận hành thì chiếc xe sẽ có một hệ thống lưu lại thông tin đó và đáp ứng cho chúng ta cái nhu cầu khi mà chúng ta vận hành chiếc xe đó. Thì rất là hay, cái hệ thống cuối cùng rất là hay, nó sẽ học theo cách lái của người tiêu dùng. Cái chế độ mà lẫy số tự động sau vô lăng nè, cái lẫy số cộng trừ này, sau vô lăng á, nếu mà chúng ta không muốn sử dụng nữa thì chúng ta có thể tắt thông qua cái nút M dưới đây này, cái nút M dưới đây. Mình sơ về cái phần phía bên phía tài xế ha, phía người lái, thì thật sự thì đa phần những cái thông tin của xe hoặc là những cái chức năng của xe thì đều được người lái phía trước kiểm soát toàn bộ. Chủ yếu chúng ta sẽ có cái cần để mà điều khiển vô lăng nè, lên xuống nè, điều khiển xuống phù hợp theo cái mức trạng người của chúng ta. Bây giờ thì Mạnh xin mời các bạn đi theo Mạnh để ra khối khăn hành khách phía sau nha, để chúng ta trải nghiệm cái không gian ngồi của hành khách phía sau như thế nào. Đây, khi mà Mạnh ngồi, Mạnh là một người cao trên 1m76, thì khi mà Mạnh ngồi, để Mạnh mở thêm đèn, khi mà Mạnh ngồi thì cái khoảng không vẫn còn rất là rộng, rất là thoải mái, và cái không gian đầu của Mạnh vẫn còn rất là cao. Thì cái không gian đầu cao này thì giúp cho cái cảm giác chúng ta ngồi trong xe không bị ngợp và rất là thoáng, kiểu rất là thoải mái khi mà chúng ta vận hành trên một cái cung đường dài. Và cái độ tựa lưng của GLC mới cũng đã được tinh chỉnh lại chút xíu. Mạnh ngồi cũng rất là thoải mái, khi chúng ta đi xa thì ok vô tư luôn á, ngồi cũng rất là vừa vặn. Thì Mạnh đang đứng ở phía sau của phiên bản GLC Formatic, cái hệ thống đèn rất là đẹp, nhìn xe rất là hiện đại luôn. Ok, bây giờ mình mở cốp lên thử nha, xem trong cốp có gì. Cái cốp, cái khoảng mở cốp của mình sẽ điều khiển được. Khi mà ở đây là Mạnh đang cài cái mức mà Mạnh sẽ ok được rồi đó. Nhưng mà chúng ta muốn cao hơn, rộng hơn thì chúng ta có thể đẩy tay lên. Chúng ta đẩy tay lên nè, và nhấn giữ cái nút cốp 3 giây. Đến khi cái nút cốp kêu cái tín hiệu tim tim là sẽ nhớ cái vị trí này, và lần sau mở lên nó sẽ chịu đúng như cái vị trí đó. Thì cái cốp ở đây thì Mạnh thấy đó, Mạnh thấy là cái phần kéo tấm ngăn hành lý này thì trên phiên bản này nó đã có, còn cái đời trước thì vẫn chưa được trang bị.
thật sự mà đánh giá thì cái phần này đối với mạnh, đối với cá nhân mạnh rất là phù hợp, rất là tiện. Bởi vì sao? Bởi vì khi chúng ta vô tình mà chúng ta đi chở những cái đồ nó hơi có mùi, một phần thì cái phần mùi này nó sẽ đỡ một xíu, và cái khoang hành lý của mình cũng sẽ được kín đáo hơn, cũng cá nhân hơn. Chuyển cái phần đồ này sang đến phần có gì nha. Chuyển đến cái phần cốp dưới đây thì chúng ta đã được trang bị cái bộ phần van lớp thay thế. Phần lớp thay thế này rất là tiện dụng, rất là phù hợp với cung đường Việt Nam. Bởi vì sao? Bởi vì ở đường Việt Nam thì đa phần là nó sẽ có những cái đường nó sẽ có đá rất là nhỏ, rất là bén. Thì đôi khi chúng ta sử dụng trong cái cung đường đó thì là cái lớp của chúng ta vô tình bị xì hay bị rách cái phần của lớp đó. Thì như cái lớp trên lát, công nghệ trên lát thì sẽ, thật sự mà nói thì trên lát nó vẫn rất là cứng và nó có độ bền riêng. Đa phần thì người tiêu dùng họ vẫn thích cái phần lớp tiêu chuẩn này hơn. Bởi vì sao? Bởi vì nó có thể dễ vá cũng như là nó dễ sử dụng và nó dễ thay thế hơn cái lớp trên lát cái hệ trước. Về phần thiết kế mâm thì mạnh đánh giá cái thiết kế mâm của Galaxy Home Kit rất là đẹp luôn. Đây thì vừa rồi là một vài cái quan điểm đánh giá chi tiết cái Galaxy 200 phiên bản Home Kit mới ở Mercedes-Benz Phú Quý Hưng. Thì nếu các bạn xem video thấy hay có thể nhấn like và theo dõi kênh của mình. Và nếu mà có bất cứ nhu cầu thắc mắc hoặc là cần tư vấn về cái phiên bản Galaxy mới thì các bạn có thể liên hệ số hotline mình đặt ở phía dưới phần mô tả. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình và hẹn gặp các bạn ở Mercedes-Benz Phú Quý Hưng 7 nha.